bắt được ba mấy con rồi. Trời ơi. Ôi có cái cầu tiêu lý tưởng quá. Chiều chiều ra cầu tiêu ngồi làm thơ được kìa. Ê con cá nó chết nằm kìa. Cái mẹ. Ừ. Dạ con này bắt ba. À bắt ba cây mít. Bác ba nói tụi bay lên mạng khi mất giờ tao giờ ai cũng hỏi nghe hầu nghe cậu bác ba còn giờ bác ba tao kiếm cây giống còn có đâu. Con xin lỗi bác ba nha bác ba. Thôi cả trăm ngàn người á mạng á trời ơi thôi. Bác ba nói là bác ba không có bán cây giống. Bác ba với gì là anh em ruột. Dạ. Thứ ba con thứ sáu. Dạ. Cô sáu còn kia là bác ba. Ủa nhập. Bác ba nói làm sao? Dạ. Bác ba nói là bác ba đi mua cái gốc mít. Về bác ba tháp bán cho bán mà không ai bán nữa hết. Bác ba đi mua mà không có. Ừ cái tay kìa bự dễ sợ. Hôm qua trời cái sáng nay nó nổi luôn hả cô con sao? Ừ sáng chết cô mà 8 con rồi mày. Ở đây cô sáu dưới này nhiều không cô sáu? Mấy chục con à con. Nuôi bao lâu rồi cô sáu? Lâu lắm rồi đó. Dạ. Rồi là nước mặn quá nó chịu không nổi hả cô sáu? Quá chịu không nổi. Cái ta chết luôn. Ta chết. Ôi ơi, cái ta là nó chịu nước mặn giỏi lắm á. Ừ mà nó vậy. Hả? Trong mấy cái loài cá ta là giỏi dữ dữ lắm. Đâu có năm nào mà cá ta chết đâu. Đó, vô rồi đó. Rồi dính nè. Rồi ơi. Dính mà kéo không kéo nó ra. Nó kéo dính rồi xuống mình mò. Kéo thôi kìa. Con giật nè con. Ông tao với tao tao với quẹo trời có hai cái à. Kìa nó còn giật kìa anh quẹo. Đó 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 nó vô rồi. Đó giật rồi đó. Mấy con rồi kéo lên không không là vậy là vậy lúc mà nãy thì nó vô. Vô mà cái anh quẹo kéo miệng chạy cái nó chui ngược tới ra. Có một mình bắt ba bắt hả bắt ba? Hai. Sao hai không quay hồi nè. Hồ nhà mình hả? Hồ bên nhà mình nó cũng có vậy á. Mười mấy con cá dồ nó nổi lên nó chết hết trơn luôn. Chết chưa? Chết hết trơn bển á. Chết nào? Ờ hôm qua con đi qua bển ăn giật giữa chứ ba chết bển cả đống nổi trắng hồ luôn. Có không? Bực chán. Sao không? Nghe mẹ nói vậy ta hả? Thì chết rồi thôi chứ mẹ cũng biết mà. Nó bự chán rồi luôn chết mười hôm qua đi mười mấy con. Dữ hả? Nhiều lắm nay dám chết nữa nè. Vậy hả? Ừ. Trời ơi đâu. Lùi cá sấu đúng rồi. Cá sấu hả? Cái ta lại coi cái ta hơi bự không? Đây nè hả? Đây nè. Đó, đã nắng kìa. Đây con là hai con. Bắt ba, bắt cái ta, bắt ba bỏ vô. Ôi ôi. Trời ơi nó bự. Trời ơi nó bự kìa nè. Con cá này nó già. Ừ. Ủa da nó chắc dày dữ lắm. Cái cá này ăn gì nổi, nhai gì nổi. Trong nhà đó hả? Ba mươi mấy con nó chạy lại đẳng coi thôi tiền. Đi. Mà xách cái bịch nha tiền. Xách cái bịch đi tiền. Con. Đi xuống lại đẳng thôi coi cái lưu á. Coi nhà của cô Sáu nuôi heo cho nên là chuồng heo nhiều. Có không? Không. Ủa gì đâu? Nhà nào? Ờ nhà nhà. Hả? Nhà cô Sáu nuôi heo mà giờ không còn con heo nữa. Đâu chắc tại dịch bệnh đó. Hắn tiền. À được vô đường này nè. Chắc hôm nay phải nhà này không? Phải. Cho chuyện đi lộn. Đây là lần đầu tiên mình đi vô nhà cô Sáu. Cho nên là ở đâu đâu đắng nữa. Ôi ơi. Mẹ ơi. Hết hồn luôn. Quá wow, chuyện luôn nè. Ồ tội nghiệp nó quá ha. Ừ cá heo nó. Ủa vậy con cá nó kêu ép. Cá ta nó muốn thành cá heo rồi. Tội nghiệp quá ha. Đó.
Trời ơi, cái này tội nghiệp dễ sợ không? Nước mặn nè. Mấy con này mà biết nói gì không? Cứu tôi vậy? Không phải. Cái gì ta? Tổ cha mấy thằng làm cho nước tao nó bị mặn. Nó vậy đó. Chi da nó dày mà nó rộng dây nó già. Ừ. Da nó dày cua luôn á. Ừ. Cái răng nó dày sọc của ta. Hình cái ta chứ đâu phải cái dầu đé. Cái dầu của mình chết tội nghiệp lắm. Cái hình nguyên nó bụng lên nè. Vậy hả? Chảng lên như nào, nhìn thấy thèm lắm. Vậy hả? Tội nghiệp chứ ta. Ủa dễ sợ thiệt chứ. Ôi. Cái khì luôn kìa. Ừ. Ừ, tội nghiệp hết sức không? Ngồi xuống tiền. Ngồi xuống tiền. Thôi, con sợ rồi, nó bị đau, con bị đau một lần sợ rồi. Xích vô, xích vô. Bây giờ cái thẹo vẫn còn nè. Ừ, tại nè. Tại đội nói không chịu nghe. Nó kêu đừng cầm đi. Mà đem cầm. Quay cá đâu coi. Ủa, à, con nhớ chú là ba của ba vợ của con Tấn. Dạ. Nhà chú gần đây không nhà chú? Chú ở đây nè, mà nhà chú bên kia nữa, ở đây nữa nè. Dạ. Đây nhà có bà chị. Dạ. Đi, đi ra hỏi tiền. Chú Tư phải không chú Tư? Tư. Dạ chú Tư con nhớ rồi. Giờ chú Tư bắt mấy con cá này chú Tư làm gì? Bắt con, anh vợ, anh con. Vậy là mình mấy con cá này bán hay là gọng lại hay là gọng làm gì chú Tư? Cho hết chia nha, rồi ăn chứ gọng gì. Vậy hả? Ừ. Ổn dữ hả? Ừ. Chứ bán chát gì. Thì sáng điện kêu một Tấn. Ừ. Vì kêu Hoàng Bình nói nó qua cá này là nay 2 năm rồi nó ở vậy là không có mồi mọc vậy như ở ngoài sông vậy. Dạ. Nó ăn mặn rồi đốn rồi mặn. Dạ. Ừ. Vậy đó. Dạ. Vậy bắt gì cho tức... ông bệnh con rồi chia nha ngoại ăn. Tội nghiệp quá chứ Tư. Nhìn thấy ổn ha. Ừ, phải nói vậy phải kể chứ. Ừ. Chú Tư đợt bữa hả mình hồi đợt Tết mình qua nhà Tấn mình hái hủ qua đợt hủ qua thì chú Tư có qua phụ hái với mình à? Có. Dạ. Vậy chú Tư. Dạ. Ừ. Nghiệp thiệt chứ. Quá trời luôn. Bỏ này mấy năm nó ở dưới vậy. Dạ. Mình ở đây mà cá tép mình nó ăn vậy thì mấy người ở miền khác chắc cũng y vậy hả chú Tư? Chết hết năm nay. Nuôi bè chết hết mà. Nuôi bè đồ chết hết. Ủa cá bè không có. Cá bè chết luôn. Ừ. Chứ ngoài sông cũng mặn mà hay nói vậy. Mặn nước xanh luôn mà làm sao sống nổi. Cá bè dạ. Giang chết hết á. Vậy hả? Sạch luôn. Ờ người ta lỗ biết nhiêu tiền hả chú Tư? Lỗ dữ lắm, dịch gì ta năm nay lỗ no hết trơn. Giống luôn á, đâu còn giống nữa. Trời ơi. Luôn xong rồi. Ý là mà nuôi mà con chết người ta nuôi người ta bỏ tiền tỷ không? Tỷ giờ nay mình bỏ hồ đều nó còn dày còn chết. Nó dạ. Nhiêu đây giờ chia ra ăn chứ bán chát gì. Dạ. Rồi chú đi nha. Dạ. Thì chú đi chia cá. Chị cho ông anh vợ con. Dạ. Cười quá kiếm tùm lắm chứ. Ủa cá đâu nhìn lại đừng để la. Đi. Trời ơi. Ủa cá người ta chết ngoài bè dữ lắm hả thầy? Chết sống hết trơn luôn á, lên báo lại luôn mà. Vậy hả? Đúng. Trời ơi. Ai không có cập nhật tin tức không tin gì hết. Năm nông dân. Đây là có hai con cá nằm đó nè. Bắt ba. Đừng quay tao vô nha. Lỡ rồi sao bắt ba? Tao hình thù chó quắc quay vô coi kỳ lắm. Bắt qua chừng nào mới chín cho con tá nha bà. Không, tao bắt hứa ăn chín là lên tao cho tụi bay rồi tao xẻ cho tụi bay quay luôn. Dạ. Rồi 50 năm tới tao bán cây giống. Dạ. Cái gì bác ba? Hứa rồi nha cho con 5 cái bòi nha. Rồi. Cái gì bác ba? Cảm ơn bác ba. Mà tao xẻ cho tụi bay ăn nha. Dạ. Rồi tao cho tụi bay rồi tụi bay quay lên trên mạng luôn. Dạ. Ôi. Bác ba là cao cả. Bác ba thiệt là cao gáo. Cao gáo bác ba. Tao đi mua mít con không có. Ủa bác ba chạy lên cái chỗ hồi đó bác ba mua hả? Không có, đây nè mua cái mít gốc con về đây. À cái con về mình tháp á phải không? Mà không có. Dạ. Bác ba. Bác ba tính đó là mua cây con về rồi lấy cái bo á. Bác ba tháp qua. Con mà hồi xưa bán cho bác tổng bây giờ ở Cần Thơ mới điện coi nè. Dạ. Ông nói bây giờ tôi không có một trái ăn nữa. Tôi hư. Bác ba rồi. Theo cái bo gì mình bán chừng 5-7 triệu không bác ba? Trời dữ mày. Chắc coi nói đại bác ba đây bán 5-7 triệu. Bác lấy cái xài rồi bác. Ôi hay quá anh đẹp rồi, xảy luôn rồi. Lên
bờ là đẩy bắt lên, bắt lên, bắt lên. Ủa cái ông hồi đó ông bán cho bác ba là giờ ông hỏi là bác ba ông mua hả? Ông kêu tháp để lại cho ông cái cây giống, bây giờ không có cây nào không tái luôn. Dạ. Hư hết rồi. Dạ. Là cái ông nó ở gần đây hả bác ba? Ở Cần Thơ. Dạ. Ủa vậy là ông cần giữ cái số điện thoại của bác ba luôn á. Tao dạ. Chứ chứ mà. Dạ. Có ông ở Âu Môn nữa nè. Dạ. Bác ba nói là năm sau bác ba sẽ có mít mơ để mà bác ba bán. Bác đang kiếm gì bác pháp cho người ta ở đây, người ta bán, người ta trồng nữa nè. Dạ. Nay bác ba nổi tiếng rồi bác ba ơi. Chừng nào bác ba bán, bác ba kêu con với ngang. Bác ba cho người ta ăn chứ bán vậy. Hả? Ý là bán cái cây con á. Ừ, tao về tao kiếm gốc mít. Để mà bóc con kiếm cho bác về không? Mít á. Nhịp ghê à. Tao có bà chị giờ bác chưa làm cho bảo 10 cây mà giờ cũng không có. Có gốc mấy. Bác ba nước mặn đi mới có gốc. Bác ba đang gầu, không có mít bán cho người ta. Mặn quá một cái sao còn nhớt được. Hả? Hết nhớt hả? Quệ nó hết nhớt rồi, mặn quá bình thường mình lấy muối mình kỳ. Ừ. Mặn quá hết chứ. Còn. Con này con rồi cho nó tỉnh tỉnh rồi cho nó tông tông cho bắt. Hồi sáng giờ bắt ba bắt con mình rồi hả? Con mình nè. Dạ. Vậy mấy cô này chưa ra chỉ là tỉnh cho chạy lên bắt. Chạy bắt không có được. Dạ. Chạy vậy bà bắt ba lấy cái bội nhốt gà bắt ba xuống bắt ba cho nôm. Một tay bắt ba ha, bắt mấy chục con cá. Bắt tay sao bắt rồi. Hai tay. Gì? Bắt hai tay chứ bắt tay sao bắt. Ăn tay cầm nôm, tay bắt cá. Hai tay hai con. Anh Bình phải hai tay ba con. Bắt chân bắt tay lum mình nó hai cắt nó hai con rồi. Mốt làm xong cái tao bứng gốc nhãn tên cô hai xuống giường. Gốc nhãn xuồng tái nào tao thấy bằng chân cái bự lắm. Mà đẹp mà nhãn tiêu nhiều lắm. Nhưng nhãn xuồng mà nhãn tiêu nhiều ghê. Mày làm gì mày nói chuyện mày làm gì mày gãi gãi nghe nát mẹ. Nhầm vậy mình tự nhiên mà. Ví dụ mày đang tức ống kính thì có ngứa thì cũng phải cắn răng chịu đựng. Cái gì nữa? Chờ cho nó chuyện xong xuôi đâu đó tắt máy rồi đó bắt đầu gào. Bưng xuống dưới tầm gốc nhãn đẹp chứ đó. Mà nhãn là người ta lại tả mấy triệu không bán. Mà cái gốc đẹp hay tới nhãn nó ngon. Cái gốc này như cây đước đẹp dữ lắm, rễ đẹp. Vậy hả? Ta tả mấy triệu không hả? Vậy hả? Ừ. Mua gốc nhãn làm gì mà? Mua gốc nhãn về dưới tầm. Mình mua gốc của hình bầu chứ. Gốc hình bầu đâu đẹp gốc của hai đâu. Gốc của hai tao cái thế nó thế bài á, thế mày. Làm à. Cái thế nó nghiêng vậy nè, đẹp lắm, rồi nó bo nó đẹp. Vậy hả? Nhãn xuồng. Mình bứng về bản trầm nó có tốt không? Giống tốt. Tốt chứ. Gốc nhãn cái đế vậy nè, hết đẹp, còn đẹp dữ lắm đẹp. Hết đẹp hả? Hết đẹp là sao? Đẹp đó, ví dụ bây giờ vợ gốc nhãn này người ta vô người ta mua chừng 300.000 à, mà cái gốc kia nó tới 3 triệu. Có một cái gốc nhãn. Mà mình tòm thấy gốc nhãn bên đó rồi cái tưởng tượng gốc nhãn bên kia. Mà cô hai có bán không? Không phải mình so sánh chứ không phải mình tưởng tượng, so sánh. Mà cô hai có bán không mua? Cô hai tao kêu cô để thôi, tao được cô để. Ở nhà anh có con cá tha vậy nè, chục ký, bỏ mình nuôi lâu rồi. Trời ơi, nhà em có con cá heo chảng nhà kìa. Mua hay vậy đâu có. Trong ngùng á. Đang ngủ có con cá heo ôm á, chán luôn. Vậy cần bắt con cá heo không? Tiền, con cá heo nữa, cá heo sau lưng nè. Con này con heo chứ không phải con cá. Con biết bơi không? Biết, chị biết. Không, vậy là con này là con gái cá. Gái cá nó cũng mập á. Vậy hả? Con nãy hả? Nó ụt ụt mà có đều, nó y chang chó mà nó không có chân, nó có cái đuôi mà thấy luôn kìa. Thấy luôn thiệt luôn á. Con đó nó ăn gì? Ăn cá hả? Ăn cá hả anh Bình? Bình nghĩ sao mình bắt được? Con cá bự nó mới dễ bắt à. Nhìn ra nó đâm cái chết nó. Cách ra mà sao không đâm được? Tại biết cách á. Chứ sao không đâm? Đâu phải nhìn cá kê đâu. Tiền nó bị cái ta làm gì? Bị đâm thấu xương luôn, nó ghi mình luôn vậy vậy. Tại vì cưng bắt nó cưng bắt cưng cầm cái đuôi thôi. Em thì mỗi em cầm cái đuôi đó, nó quật qua quật lại vậy nè, cái đầu lắc qua lắc lại nó đâm vô. Tại cầm nó vô giò em biết. Quật qua quật qua quật lại mà cứ. Nó bên không chị hai em lại giật con cá nó cắn vô xương mà lại giật con cá nó không ra. Lại giật không ra luôn. Bạn. Hả? Hồi hết hồn. Đụng xương.
Anh thử đi. Nghe anh kỳ nấu tập hết hồn. Thì cái bộ răng cũng thương nghiệm nhau luôn. Tao nghe mấy đứa bay nói tao mệt quá. Vậy chưa? Về nấu bánh canh. Mấy con cá này nhỏ lắm, để mốt mua, để mốt tấn á, tấn mới kêu thằng Bình á xách cá đem về ăn. Thằng Bình tầm chê không bắt. Không quá. Hả? Để mua mấy mốt bắt mấy cái hồ của con bạn tao, con cá tao mười mấy ký. Vậy hả? Con cá ta đó mà thí dụ mình là cái hồ mình nó có bể mặt đập mình nó sảy mình cũng đi kiếm ra sông mình kiếm nó được nữa. Sao, quá. Sao vậy? Bự. Bự á. Xấu quá. Là những cái xấu. Ủa sao hồi đó nghe nói anh Bình sao hồi đó nghe nói chính bụng sảy mấy trăm con cá sấu kiếm được mấy trăm con. Như đó anh mua con cá ngát kìa, mua con cá ngát bị chảy rồi nè, nó chạch hồn vậy nè. Cái gì nói chuyện lớn lớn ở đây không có an tâm à. Anh đâu có chủ động đâu. Cái nước lớn á, anh dục đại nó dưới. Ở dưới cái sẹo á, cái sẹo nhỏ hả? Anh đâu sợ mất đâu. Tại nó bự quá, anh đi kiếm nó được. Kiếm là ở thiệt luôn á, anh đi kiếm được, bự quá. Mày kêu nó biết lên tiếng không? Không, nhưng mà mình đi kiếm được. Anh cái ta nó kêu sao rồi, anh ta? Chép ép. Ọt ẹt. Tuần thần kêu đúng rồi đó. Tiền kêu tầm bậy. Con cá trê nó kêu mới giống heo á. Cá trê già hả người? Ủa? Cá ta nó kêu ọt ẹt. Hai nhớ hồi đó, hai nhớ hồi đó cầu tiêu của bà vui không? Ừ. Hồi đó mỗi lần đi đá không dám đi. Cái bự quá hả? Hồi đó em mới kêu học lớp 2, lớp 3 à. Mà cái con cá nó già dữ lắm. Nó kêu như con heo kêu gì mà nó nhiều lắm. Đầy nguyên một cái hồ luôn. Trang. Tại nếu như tình tính như là nguyên một xóm, nguyên một cái xóm đó là đều đi cầu cá cho bả không á. Nuôi cá cho bả luôn. Nên cá bao mập lắm. Hồi đó không dám đi luôn á. Trời gắt xuống dưới cái năng thịt luôn hả? Đúng rồi. Bình tâm. Cô Sáu hồi đó chắc nuôi heo dữ lắm ha. Tao thấy chuồng heo quá chừng luôn á. Nuôi ngàn con rồi. Bây giờ còn con nào không? Giờ cô Sáu còn con nào không? Bệnh dịch chứ. Dịch heo hả? Dịch tả châu Phi. Mới đây hả? Ừ. Người có lỗ không ta? Bất. Không, mày xuống đó làm hết cá đâu. Alo, anh nghe nè. Anh nghe nè. Nói mất mày đừng mua bún của bà này nữa. Mày bỏ lên. Sao vậy anh bạn? Sao anh bạn? Nó nói gì con heo lỗ mà cho chết thôi chị. Anh Quẹo nói đừng mua bún bà đó nữa. Ăn thứ thức heo quá. Sao nói sao? Heo ăn nói sao? Nói sao? Dạ anh biết heo hả? Nói heo lỗ hả? Nó chết lỗ hả gì? Hả? Vậy ý là cô Sáu á, heo cổ nuôi nhiều gì nè, rồi đợt dịch tới cổ lỗ nhiều không? Không, không lỗ thì cũng nhiều nhưng mà khỏe. Sao hả? Không có cho ăn chứ không có dọn chuồng nữa. Sao kỳ vậy? Thì chết hết rồi còn nhiều đâu giỏi. Khỏe, được cái là khỏe. Heo chết rồi là khỏe. Ừ. Thì 1000 con heo xây từ sáng tới chiều một người làm lại á dành. Làm nổi á. Lỗ 1 tỷ mấy. Ghê vậy? Cái dịch. Nhưng mà bù lại nó khỏe. Được cái này cũng phải mất cái này cũng phải được cái kia. Mình lại hỏi cô Sáu, từ ngày heo chết tới nay nghe nói cô Sáu khỏe lắm mà. Thử gọi cái chữ này không? Ở vườn mình á là phải chăn nuôi mới có đầu ra đầu vô chứ. Trong chăn nuôi với tầm tọt. Mà mình tầm sắp sửa tầm tọt rồi, còn chăn nuôi chắc chưa có. Nuôi cá còn, hả? Còn anh là nuôi 36 con giáp chứ không có nuôi heo. Ví sử dừng mẹo thình tiền con 10 tháng vô tức hệ. 12 con. Anh phải nuôi 36 con vợ. Sao 36 con? À, mày bính đê nè. Lô, gì á? Cá ta hay cá mè bác ba? Cá mè. Cái này nè bác ơi. Mấy hạng bển cũng xinh. 2 tháng nữa anh có việc làm rồi kìa. Làm gì anh Bình? Anh đi bán cá. Bây giờ nước mặn cá nó chết sạch. Không dám đâu, nhưng mà nếu mà xong đợt này rồi cá giống mắc lắm nha. Mắc thì mình bán mắc, bây giờ nó không mắc anh cũng bán mắc nữa. Giống như bác ba giờ mít nè. Lâu lâu mới có cơ hội. Mày mua mít của bác ba mày đi, mày mua đi mày bán lại người ta. Là người ta mua thước thôi. Mít bác ba dở hẹt, quá ngon. Thôi đi về. Xàm tấu. Cá bè đồ má chắc đứt hết. Sớm giờ tí đi đâu tía? Đi đám cưới. Đám tưới không chỉnh tía? Tía từ nay đâu có ai giết tía nổi đâu.
Không có đối thủ hả? Không có đối thủ. Đi nếm mồi không à? Đi về nhìn. Bắt cá để bắt cá gì ăn? Quẹo. Cho nó chạy hay gì hả? Cái chài đó mồi chài chài có thể là kiếm cút chì hay cỡ chắc. Đúng rồi. Hả? Giờ con bắt về con làm gì con làm à? Ừ, muốn làm gì làm. Hôm qua ông kêu nấu cháo, ông bắt. Hôm qua ông kêu anh nấu. Bây giờ nấu cháo. Mà anh không bắt. À, anh tính nhúng cơm mẻ mà bắt lại nấu cháo thôi. Ờ. Mệt mà. Gì? Ở bên tao không có nữa. À, có chú này kia, chú ở nhà tao hỏi mày một ngày mày hút mấy gói thuốc ăn chú tài trợ thôi. Biết tài trợ gì không? Tài trợ cho theo bảo hiểm. Thôi việc theo tài trợ rồi đừng lo vậy. Việc theo tài trợ rồi. Ừ, nó lâu cho cái thẻ bảo hiểm vậy. Dạ hả? Ừ, mà tao khám cá ta hả gì anh quẹo cái dầu. Ba người khiên luôn hả? Chứ hai người khiên nổi cái gì? À, có chứ. Cho bán nhiều con mà chú Út. Chó kìa hết, thấy không? Đâu? Nè. Có gì? Đâu nó nằm. Ôi ơi. Bây giờ tổng hả? Thương dữ hả? Bây giờ từ được coi. Thôi đừng cho tổng con chó mẹ ra trắng cái đồ. Ôi thấy thương dữ hả? Trời ơi, chó nằm kìa. Tiền. À, tiền con chó nằm rồi Tiền. Ôi ơi, cái bậy luôn kìa. Chó con. Đúng là chó hồ. Chó đó cái gì vậy? Chó đó cái gì vậy? Chó hồ hả? Ừ. Chứ chó bày, thường chó bày tao gọi là chó hồ. Chó bày, chó hồ hả? Ừ, con cá kìa. Mở con phơi ngô giùm tôi. Làm khúc cá sình nữa. Về làm khúc cá ta sình. Mày cứu con phơi ngô. Mày cứu ăn vài bữa. Mày ăn đợt này 3 năm sau chưa có cá ta đây ăn nữa. Chết hết rồi. Tháng sau này uống nước dừa nè. Dừa chết hay gì chú? Không có, nước mặn nè. Rồi uống nước dừa chứ nước đâu có. Giờ kiếm bình nước còn hơn mà vàng nữa. Vàng chạy lại mua có tiền đưa mua chỉ. Còn nước giờ kêu 3 ngày rồi chưa có nữa. Chú rồi hôm chú uống lặn miếng miếng gì không dám uống nhiều nữa. Ông bỏ lên đây ông chở đi. Con biết sao? Chở cho anh 5 thùng nước đi đặng nè. Nước nè. Anh làm gì? Anh quẹo là người bán nước. Vô thùng nước hụt cá. Làm gì? Vô nước hụt cá ha. Dạ hả? Dạ hả? Chống chống à. Chú ơi. Mình mới vừa ở nhà của cô Sáu. Cô Tha rồi mình về ghé nhà con Tấn Khỉ. Rồi Tấn Khỉ nó rồi mình tò mới ra giường Tấn Khỉ thì Tấn Khỉ chứ đừng nói Tấn nha. Đi chết à. Rồi cái mình tò nó ra ngoài này nó thâm tới mít. Rồi cái mày đụng chưa mà cũng hả? À, bẻ nó mới rụng. À, ừ. Mít này nó thối nó không chín quá mà không thâm nữa. Mà chín không? Chín, không phức. Chín này thối hay tại thối mới chín? Chín rồi mới thối, cái dạng như mít này là nó hơi thôi, nó hơi già già là mình hái được rồi. Ừ. Mít thái mà. Ừ. Mít thái gặt luôn á. Ừ. Mít này khoảng mười mấy năm. Làm sao? Ở nó nằm dưới cái gốc. Mít này khoảng mười mấy năm. Dưới gốc nó có con tái kìa mình tao thấy không? Không, tao đuôi tao không thấy cái mít đó. Ừ, không có thấy thôi đi vô mày. Thôi nó chẻ uổng, chẻ uổng. Mình phải chẻ cái khúc hư mình bỏ. Ừ vậy hả? Nè. Để chẻ thử cái ngon hơn, không ngon thì dục, còn ngon thì đem về nhà. Đem gì dưới giường á, cho thằng Vinh á. Thằng Vinh lấy xe cẩu nè. Ừ. Chín không? Ngọt không? Tao độ. Tao thấy cái màu sao thấy nó. Không biết ngon không à. Ông mày thử coi. Nắng quá. Thử coi ngon không? Nắng quá. Ủa này ốc bu hà, ốc gì vậy? Còn sống hay đã chết rồi mình đồng. Nổi quá trời luôn kìa. Ngọt không? Đó hả? Hư, vậy là hư của chín đúng không? Vậy thôi bỏ đi. Có ăn được không? Ăn lấy không ăn được bỏ đi. Ừ thôi để cho chồng ăn đi. Xích. Thôi để tao xách về cho chồng ăn. Ừ.